Xin chào cả nhà. Như mọi năm thì cứ vào tầm tháng 11 thì rùa cỏ hồng Đà Lạt lại bắt đầu nhộn nhịp. Người dân Đà Lạt và du khách phương xa lại đổ về nơi đây để mà chiêm ngưỡng những rùa cỏ hồng trong sương mai. Nếu như cả nhà mình có một cái kế hoạch đi Đà Lạt trong tháng 11 này thì cả nhà mình tranh thủ lên lịch sớm để mà đi vừa ngắm được hoa dã quỳ và rùa cỏ hồng. Rùa cỏ hồng này thì mình quay vào lúc 1 giờ chiều. Ngày mai mình sẽ làm một cái video quay rùa cỏ hồng vào sáng sớm, khoảng tầm 6 giờ, để cho cả nhà mình cùng xem thử là rùa cỏ hồng buổi sáng sớm và buổi chiều nó khác nhau như thế nào. Thank you.
Thank you.